Xin lỗi, cậu có chuyện gì cần hỏi tôi sao? Đến đây, đến đây nào. Cái chuồng heo này. À, tôi hiểu rồi. Bắt một nhà quý tộc đến từ Hàm Giang như cậu giải quyết ở chỗ này thì thật là khó khăn. Khi mà những thợ lặn không có đây, cậu vừa giải quyết cũng có thể vừa ngắm cảnh. Còn cái vợt này cẩn thận, dùng sức mạnh của cổ tay. Xem này. Này. Cái gì đây? Rong biển bằng vàng. Sau 8 năm làm thợ lặn, cuối cùng mình có thể làm được gì có ích rồi. Mình có thể phát hiện ra rong biển quý giá như thế này. Cái gì nữa đây? Lạ lùng quá. Tóc của anh bằng vàng à? Thật sao? Anh có sao không?
Làm ơn mà. Hy sinh thân thể của ngươi là con đường sống duy nhất. Xin đừng, đừng giết tôi. Ôi trời ơi, đây có lẽ là hòn đảo thứ 8. Anh nói gì? Hòn đảo thứ 8. Thứ gì chứ? Đây có phải là Nhật Bản không? Nhật, đúng rồi, Nhật Bản. Nhật Bản. Này, chắc là anh đói rồi phải không? Đợi một lát. Tóc vàng, chắc là anh đói lắm. Sao lại ra nông nổi này? Ông nội, ông ngửi được mùi cá nướng sao? Mũi ông thính thật đấy. Đừng ăn nhiều quá, anh ta còn đói lắm. Ông nội à, anh ta còn đói. Cậu mắt xanh, cậu ta là người mắt xanh. Ông nội, ông có thấy ai giống như anh ta không? Nhìn tóc của anh ta này, tóc anh ta bằng vàng. Sao anh ta có thể mọc tóc vàng được chứ? Lạ lùng thật. Nếu tóc vàng bị bắt, cậu ta sẽ tiêu đời. Thật sao? Không đâu, ông nói dối. Nếu có người tìm được cậu ta, họ sẽ bắt cậu ta về Han Yan, rồi cậu ta sẽ bị giết ngay. Anh mắt xanh, đi nào, chúng ta phải đi thôi. Đây là nơi ẩn trốn của tôi. Anh có thể ở đây. Đây là giường của anh. À, tôi tên là Dan Belzin. Virgin. Lặp lại theo tôi nào. Belzin. Ý cô nói cô còn trong trắng phải không? Anh. Tôi à. Tên anh là gì? Tên anh đấy. Tôi cũng vậy. Mitu. Tên anh là Mitu sao? Tên của anh là Mitu. Nếu có ai bắt anh dùng con dao này cắt cổ họng hắn. À không, anh không nên giết người. Anh chỉ cần đâm họ một nhát, sau đó chạy trốn ở bên kia, hướng ngọn núi đó. Anh hiểu không? Là thế này. Đây là món đồ quý nhất của tôi đó. Anh đừng làm mất nhé. Tôi sẽ đem đến cho anh một ít đồ ăn vào ngày mai. Này, hãy nhớ những gì tôi nói. Anh phải trốn cho thật kỹ, hiểu chưa? Anh không nên ra ngoài. Anh
Anh không được ra ngoài đấy. Hai người đã thấy chưa? Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đúng vậy, anh chàng quý tộc bị lưu đày này cũng tin đời đó chứ. Anh ta không thể nào phớt lờ sắc đẹp của tôi được. Anh ta bị lưu đày vì đã dè dãn một người phụ nữ có chồng đó. Anh ta thực sự thích phụ nữ. Ở Hanyang có rất nhiều quả phụ quý tộc đã mê mẩn anh ta. Sao cũng được, dù anh ta có là dân đen hay quý tộc, anh ta phải trả giá cho vẻ bảnh trai của mình. Đi thôi. Chẳng có ai ở nhà cả. Cái tên lố bịch này, chắc chắn hắn là kẻ có học. Ở đây chỉ toàn là sách. Con ngựa điên kia, cô đang làm cái trò gì thế? Tôi đang tìm tấm thẻ bài của tôi. Thì đã sao nào? Một cô gái thấp hèn lại dám vào phòng của một nhà quý tộc, lại còn đụng vào đồ của người ta nữa chứ. Phòng của nhà quý tộc? Phòng nào? Phòng này à? Đây chỉ là nhà kho của chúng tôi thôi. Đủ rồi, mau trả thẻ bài cho tôi đi. Thẻ bài, thẻ bài. Tôi phát ốm vì nó đi. Thôi đủ rồi, trả sách cho tôi. Đưa đây. Này, trả theo bài cho tôi. Nếu không, tôi đốt sách của anh đó. Hay cho ả dần đen dám hù dọa nhà quý tộc. Này, cô đứng đó làm gì? Mau lấy quyển sách ra. Quyển sách của tôi. Ôi trời ơi, quyển sách của tôi. Tôi đã đang tắm lưới bắt cá này mấy tháng trời, vậy mà bây giờ nó đã cháy nham nhở như thế này. Ba, con xin lỗi. Nếu không phải tên bị lưu đày kia thì chuyện này đã không xảy ra. Con ngựa điên kia, con làm cháy mất quyển sách quý giá của ta rồi. Trang Bèo Dinh. Dạ. Chẳng hợp lý tí nào cả. Này bà kia, bà ăn nói quá hỗn xược rồi đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Là một kẻ bị lưu đày, cậu không nên gây phiền toái.
Bà dám ăn nói kiểu đó với tôi sao? Bà có biết tôi là Bắc Kyo hay không? Nagasaki. Jan. Jan. Mẹ. Where the heck am I? Con rất nhớ mẹ. Thật vô kỷ luật. Ra đây nhanh lên. Con ra ngay đây mà. Hôm nay đến vườn cam và bón phân cho cam. Chúng ta sẽ đem trái cây đi đóng thuế. Bởi vậy hãy bón phân và chăm sóc cho cẩn thận. Nếu cậu không đi, cậu biết có chuyện gì xảy ra phải không? Này, bây giờ đến lượt anh rồi. Thật là quá vô lễ. Tại sao một người hạ cấp lại có thể yêu cầu nhà quý tộc làm cái này cái nọ chứ? Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ mét với mẹ tôi cho mà xem. Đủ rồi, tôi không nhớ là đã nghe bất cứ điều gì như vậy cả. Quên đi nhé. Tôi chỉ nghe nói tôi phải đến khu vườn này thôi. Vậy thì anh phải giúp tôi bón phân đó. Này, bây giờ thì đến lượt anh rồi. Ui, cái quái gì thế này? Phân. Là phân. Bộ anh không biết sao? Phân à? Anh phải rải phân ra. Cây cối mới có chất dinh dưỡng mà sống chứ. Thật quá vô lễ. Anh đi đâu vậy? Đi tán gái nữa sao? Tôi thật sự ngạc nhiên. Tại sao anh lại đi theo tôi tới đây? Anh đúng là người không biết tự trọng mà. Ăn đi nào. Muốn sống phải cố mà ăn. Được rồi,
tôi có thể làm được. Bọn người nhà quê cũng có thể đi được. Không có lý do gì tôi lại không đi được. Được lắm, được lắm. Mùi gì nó ra sao? Nó là phân của nhà quý tộc đây. Cho đến bây giờ, không có người ngoại quốc nào được toàn mạng rời khỏi Châu Sơn cả. Ôi, đây là cái gì vậy? Cầm lấy cái này. Tôi sẽ lấy cái này của cậu. Chúng ta cứ trao đổi vậy nhé. Ai cũng muốn làm vua. Thậm chí dù có giết cả cha ruột và anh em của mình. Đây là thức ăn dành cho con người sao? Chẳng khác gì thức ăn cho gia súc cả. Cậu có muốn ăn không đấy? Nếu muốn ăn thì phải chịu khó làm việc. Tai làm hàm nhai, hiểu chưa? Sao bà dám ăn nói với tôi như vậy chứ? Cho dù bà có gian xin tôi cũng không ăn đâu. Mấy thứ này đem cho heo ăn thì được. Cậu ta chưa đói. Tôi lấy làm tiếc cho cậu ta. Cậu ta chưa hề ăn thứ gì từ khi đến đây. Tiếc cho cậu ta. Hắn đâu phải là kẻ bị lưu đày đầu tiên đến đây đâu. Đã nhiều người như vậy rồi. Bọn người đó toàn là những kẻ cứng đầu cả. Con ra ngoài một lát. Hai người cứ tiếp tục đi. Sao không tự ăn đi? Chờ đã. Hãy trừng phạt cái phạm tội này đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Một. Hai. Cha của Giang Xuân sẽ chết mất. Thật là oan ức quá.
oan ức quá. Oan ức quá. Ngựa. Hôm qua ở nhà tôi, những cái bánh gạo được trong hũ đã biến mất rồi. Mất mấy cái bánh gạo thì có sao đâu. Nhưng ngựa tiến cống cho triều đình đều bị mất cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Không thể để bọn trộm tung quanh ở đây được. Phải ăn liền ngay sau khi bắt thì cá mới tươi. Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tôi cũng vậy. Có phải heo rừng không? Chúng ta phải giữ sức để lặn sâu dưới biển nữa chứ. Từ đâu đến vậy? Tứ sợ của anh cách đây bao xa? Tôi cũng như vậy. Tôi đang hỏi anh mà, Mitu. Anh từ đâu đến vậy? Không không, tôi tên là William. William Spencer. Tên tôi là Belzin. Không biết là viết như thế này có đúng không? Có phải như vậy không? William, William. Em cũng vậy. Cái gì? Tốt, tốt. Ăn chậm thôi. Cậu đi đâu khi cả nhà đang ăn vậy? Chẳng lẽ cậu không nghe lời tôi sao? Lúc nào anh ta cũng như vậy cả. Lúc nào cũng thế. Chào mọi người. Đang nói cái gì thế? Có người thật may mắn khi có một người mẹ như vậy. Tôi nghe nói cô được đi lặn sâu dưới biển đúng không? Tôi à? Ai nói? Mẹ cô chứ ai? Cô chưa đủ đẳng cấp của một thợ lặn chuyên nghiệp. Nhưng mẹ cô đã cho cô đi rồi. Thật may mắn. Làm gì có chứ. Cô nói đùa phải không? Lẽ ra Ki-bun là người thợ lặn giỏi nhất, nhưng Belzin lại trở thành thợ lặn trung cấp. Mẹ, con sẽ đi lặn dưới biển sâu thật sao? Sao lại là con chứ? Mẹ cũng biết khả năng bơi lặn của con như thế nào rồi mà. Thợ lặn chuyên nghiệp còn gặp khó khăn nữa là làm sao con có thể lặn sâu được chứ? Có ai mà không biết đâu. Bởi vậy cô mới không được cho đi lặn. Mẹ cô muốn cô đi để biết được cảm giác thế nào là lặn sâu. Ngày mai tất cả mọi người sẽ được chứng kiến. Có lẽ sẽ có người cần được cấp cứu đây. Đừng nói giọng như vậy. Anh à,
Tôi... Ngày mai tôi sẽ lặn sâu và sẽ trở về an toàn. Nhớ cẩn thận đấy. Chỉ có anh lo lắng cho tôi thôi. Cô có đi không nào? Nó em à, há miệng ra đi nào. Này anh, mình ước gì mình là Beo Xin. Uống nước vào buổi sáng là điều đầu tiên phải làm trong ngày, bởi vì uống nước xong con người mới sảng khoái. Anh có biết đó là nước gì không? Chẳng lẽ là nước dơ sao? Đó là nước tinh khiết từ thượng nguồn Salmunde. Thợ lặn ở đây thường uống loại nước này, vậy thì chắc chắn là nước sạch rồi. Anh chỉ nghĩ vậy thôi sao? Em nói vậy là ý gì? Chúng tôi không muốn thần Salmunde nổi giận. Thôi được rồi, tôi sẽ đi lấy nước. Cha, để con đi lấy nước thay cha. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Chỉ có dân thấp hèn mới tin vào thần thánh. Thật là nhà quý tộc, chúng tôi là vậy, còn cậu thì khác. Cậu nhớ mang về đủ nước cho mọi người uống và nấu cơm nhé. Để tôi giúp cô. Để tôi giúp cô. Để tôi giúp cô. Lần một. Lần hai. Lần ba. Mệt lắm phải không? Anh có muốn đến chỗ nào vắng vẻ để uống trà cho khỏe không? Đi nào, đừng e ngại gì cả. Lần đầu tiên, ai cũng như vậy cả.